Hector được bố trí chơi tiền đạo. Anh cũng đã gây ra được sức ép đối với hàng phòng ngự của xi măng Xuân Thành Sài Gòn. Nhưng cầu thủ này cũng giống như Calvin Bryan vẫn chưa thể có được cơ hội để dứt điểm. Biên cũng không phát cờ, nhưng trọng tài Hoàng Anh Tuấn đã chỉ tay vào chấm phát đền. Trận đấu đang bước vào một giai đoạn cực kỳ căng thẳng. Phút thứ 80 và bàn thắng dành cho Sông Lam Nghệ An ở giai đoạn này của trận đấu sẽ là một bàn thắng tạo ra bước ngoặt cho họ. Trong 80 phút thì Sông Lam Nghệ An hoàn toàn bế tắc, nhưng cánh cửa đến chiến thắng đã được mở ra với cú đá penalty sắp được thực hiện. Nỗ lực tuyệt vời của Calvin Bryan cũng đã mang lại thời cơ dành cho đội bóng của anh. Người được chờ đợi để đá quả penalty này có lẽ là Trọng Hoàng. Công Vinh cũng đang đứng trước bóng. Trong giai đoạn quyết định của trận đấu thì việc Sông Lam Nghệ An có được quả penalty là một cơ hội không thể tốt hơn để họ có được bàn thắng vươn lên. Áo trắng vẫn đang phân hùa với trọng tài Hoàng Anh Tuấn trong quyết định xử lý vừa rồi. Thủ môn Tấn Trường vẫn đang bị đau sau tình huống cản phá đối với Calvin Bryan. Đúng là một trận đấu diễn ra đầy kịch tính và căng thẳng. Tại sân Vinh lúc này thì các cổ động viên cũng đã đứng hết cả dậy để chờ đợi cú đá penalty. Và tất cả chỉ còn chờ đợi cú đá thành công để ăn mừng bàn thắng. Thủ môn dự bị cho Tấn Trường trong trận này là Minh Nhật, người đang được huấn luyện viên Liên Thanh dặn dò. Chấn thương của Tấn Trường có thể sẽ khiến anh không thể tiếp tục trận đấu. Minh Nhật vẫn đang tập cùng huấn luyện viên thủ môn là ông Amir Dosanantic. Tấn Trường đã bắt rất tốt ở trong quãng thời gian trước đó. Như vậy là anh sẽ tiếp tục được thi đấu. Và trọng tài Hoài Tuấn cũng đã rút ra thẻ vàng đối với thủ môn này do lỗi với Calvin Bryan.
Giây phút mà tất cả các cổ động viên Nghệ An chờ đợi sắp đến. Giây phút cho bàn thắng đầu tiên với cơ hội được trao cho Lê Công Vinh. Một bàn thắng rất quan trọng. Nếu như Công Vinh làm được điều đó với cá nhân anh và với Sông Lam Nghệ An, bàn thắng giúp cho Sông Lam Nghệ An vượt lên dẫn trước, giúp Công Vinh trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất sau 5 vòng đấu. Và quan trọng hơn là có thể nó sẽ giúp cho Sông Lam Nghệ An giành 3 điểm và chiến thắng. Công Vinh! Tỷ số là 1-0 dành cho Sông Lam Nghệ An. Cuối cùng sau biết bao những vất vả, sau biết bao những thách thức thì Sông Lam Nghệ An cũng đã ghi bàn mở tỷ số. Và chúng ta có thể hiểu được niềm vui của các cổ động viên xứ Nghệ. Họ đã chờ đợi giây phút Công Vinh tỏa sáng từ quá lâu. Và giây phút này đã đến trong sự phấn khích tột cùng của các cổ động viên đang có mặt tại sân Vinh vào lúc này. Bàn thứ 5 của Công Vinh ở mùa giải năm nay và là trận thứ 4 mà anh đã lập công cho đội chủ nhà. Trọng Hoàng không phải là người đá penalty, nhưng bàn thắng mà Công Vinh ghi được cũng là một món quà rất có ý nghĩa mà cầu thủ này dành tặng cho đồng đội của mình. Một cú đá phạt 11m hoàn hảo của Lê Công Vinh. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.